anh chơi ông cứ cho ông cái nội dung ra các mặt to cái trong đại ca này thì sẵn là ca này đó là ca từ lúc đây trên là ví làm bài mặt to nơi phương tây thành ca hay sùng bằng hai nơi sẽ cái thành cá đây là ca bẹp bón từ nâng ông hai này mình tì so mà phây muối từ nâng và mây bằng lục rầy thì hàng tắc hay nâng phò phạc phò phình phênh đại xa ông hẹt đại bàn phạc phò là dụng chỉ vật ở đây và mây bằng lục rầy chắc nhom chân là vì xong group ăn sa văn cá nhiều chiết nâng nhiều ăn rạ chiết để ti group vì mua vì riêng nhom bàn đặc biệt bình đăng lấy vì mua sửa tia hào tại anh doang đi lấy tờ cá cho sự là bồi chân tông mình tự bỏ bớt về châu mà đào bỏ bớt nhóm bàn đục thọt châu chập bỏ bớt châu mọc với nhí nhóm bàn ở thư ca nơi mình tìm về bẩm bẩm mẹ cả rá cứ hào bệnh chân ní tại ấy lấy kì xong xâm nông xê hói và hai chìa bì chân năm chật bẩm uôn mà bài sắp và chìa chân năm bài sắp xuống sốc khá bị bán bán bạp từ bật thiên mình tì bẹt bật mẹ gà nhóm hay bật thiên mình tì bẹt bật mẹ gà nhóm quạt bán bạp bọc lực cầm mà có tiếng ớ nơi không mình tì bẹt nốt khá cả xuống ao bụi dương từ mớ bòn bà lại bụi xác nơi cốc tù xài bên nốt nhóm ọt đá toàn lưu thà xòm phây mùi nở lại tì ก็ประเทศที่เป็นยมนวมบกเล็กหนึ่งกรรมกรแต่อ๋อการนู้นตึมโจลมาประหารจีมินบกเล็กตวงเจียห้าหกสับเนี่ยไอ้หมุนตอนมันมาร้อยเนี่ยไอ้ปู่เป็นลูกโจลมาเนี่ยเนี่ยตัวใบเนี่ยเซ็งก็สมเธอกรรมกรได้โยบายเข้าปู่ไอ้อ๋อลีไงโจลมาเราผมไปไงโจลเธอการทำใบสมบายเข้าสันเตอร์ก็โจลเตมเออเป็นตีตัวสไลด์ตัวเป็นนุ๊กจูบเนี่ยในนู้นทุกการตัวสไลด์นั่งกอดทานั่งใบหนุ่มปนกอดทากวาดเนี่ยตัวจูบในกบตัวสไลด์นั่งกอดประเดี๋ยวเตะทาขย่มหมุบไปองไปองไปที่เนี่ยตัวจูบในตีนั่งได้ดอกใบอังเพียบตัวก็คือเอากวาดในทุกการที่นั่งเตอร์ให้กวาดกับบ้านเรียกาปรับองประชุมมันตีแปดขย่มตั้งเทียนตีแปดตั้งบอกหลักตั้งอ่านนั่งในเย่ปีเรื่องโดยขย่มในเย่บนนั่งจังท่าปีจัดปรำปีมาจัดมวยปีมาหนังเตอร์ดอกเปลจำจำคือเอากวาดเอาเย่นี่ย่อมเย่รวยให้เหมือนนั่งกวาดเอาบอกหลักกันนอมตื่นมือตามก็หลายกี่ด่านเนี่ยตัวมากระตุกกระตุกนั่งในขางเบาหนังให้เนียงนั่งกอดยัยไม่กล้ากอดท่านเนี่ยกระตุกโต๊ะโต๊ะนั่งเนี่ยตัวแดงกี่เจ้าท่าแซอีอาร์มหรือกังกี่เธอจะรุนกรรมในกระตุกนี้ให้กี่ด่านนอเชิงปีได้ปีเปิดกิจธุรนกรรมกิจกรรมติดกิโยกว่าว่าหมดนั่งดักติดอ่ะไอ้ติดเชียมในจุ่มไว้ยังในกระตุกตุ่มไม่สบายมันเนี้ยนั่งนั่งเนี้ยตัวทุ่นเงยติดกิจเชียมนั่งในเกาะเปิดยังแต่เมื่อนั่งคืนกิจเชียมเกาะแม่ให้สนามกับวังวังนั่งกลายดอกกับติดขมเอามันนึกนึกสลับเจี๊ยขมเอาตัวกิโยขมเอานั่งจังตัวกอบเตอร์มันดังกอบในตีนาเลยตอนลือปนนั่งยมกระทะจะเมาปีสระเมาให้
bong 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 thơ đầy bạp chlop chế hói đăng cho bà hói bà chị và mấy nhóm nơi tin đi ha đó là còn nó mơ cực cực lại chân hói kịp bạp chọc lại nhưng hói nhưng mình chọn chăm mà càng hiếp xe anh tiết đấy bố ấy bị chan mộc chăm tại tha từ rôn căm nẹ tô kì chào tha xe am bình càng lắng thư từ rôn căm riêng bụng tích thư là biệp nà nắng cổ nó bị chọc chân tới cái mau cả lại anh bị chung với và thiên lục bạch ông bạch nắng nơi ở cả lại anh tí xin ca bị chung nắng cót của lực bạp tiết gọi tha tôi khiêm dây mánh chăng tha hụt thọt tha ở miền ai cái xa nó xong ai cái xa cái mơ tới khơi khơi nhờ nơi không chi nắng kê là xe ngay chạp châu tia hảo tắc dọc mọc quy đầm oan mà phải bạm thường ngày chập chỗ là ngày mà phê pí khải pí chặt vào muối ngày cầm tích khải pram chặt vào muối anh em sẽ bay khơi như thế đọc bên kê prap thơ thì rôn là cam anh ngay cầm tích nhưng về slot nhóm á đôi vì ốc và lưng bị khuôn nó hai mắt rồi mình nước kể vô tới thơ thì rôn là cam prai sai đó dạng nắng nhưng bị cha na tư nhóm ốc và lưng phải lẹ không khuôn nhưng mình đăng chìa giang na tới nông chất hồ bị ấy này dây khmer nó khi ông đôi giờ về xong về sập lấp nông chất ấy ta không bằng rừng chùm rô còn ai bả cái sai vợ tới khi chưa ra tập về bao với ban xong ai cái xa cái mưa tới có khơi chi năng tiệt khơi chi năng cọt trộn ở chùm chùm riệp mạnh chăng tập về chăng khi ông bây giờ vô thọt mà ao thì nó nhưng khương chẳng hụt thọt khương kliêm nó slot đấy nhưng mình đừng dễ tham ấy là nè nhưng về đã đôi đặt bê lên đặt tua tốc về trần nia về sản lấp về ấy ở hà ly nhá cái đôi ba chỉ bàn đại ta cái khương dương chân cái miên mình nỗ lực thực chất dương chui nuông dương đau chân đau châu lên chân đại bê nổ nhưng chùm đôi chân dùng ở miên đi hết tới đó tiệm mình cứ thả mà đó tiệm mình lưng ấy nắng cứ dùng lư ngao ngao mà sao sạch dùng mà dùng mình chết ai mà đọc với sạch là châu mà thơ ca tiết cực nhóm dùng tiết để khơi khác nhóm dây bạp kê mà thập hơn ba mấy khi nhóm kịp tăng nơi tuổi sạch mình lục thọt mình chi chân về thơ ca cực nhóm dùng đấy là lục xò của bốn này gọi khang cơ xuống ọp rung gọi nẹ chừng ngữ gọi tử với mình gọi tham ở đâm là mấy chục dùng ơi kế sạp quạt sạp ai quạt chập thì đẹp cái dây mà đam ai không bằng rừng dùm hoa mà đam con bằng mãn mà đam bằng rừng dùm hoa nơi phải đẹp cái dương trên trăm con chuông con lang chùm nuôi ai cái phong mai cái phong chùa cái phong chùa vai cái phong sắp cướp đơn chứng nhóm hạ đôi chị tập nệ nhóm bị on tự bị on đài bị on đài nó chạm bị quát còn gì nó bật lên quát tha làm anh cắt chết đó mực nhóm từ ăn măng và chuẩn hoàn nâng cái ao vi ơi bộ cái xuống từ ăn măng tới từ thời gian ta mới ăn măng á chia tiếp lương của ngài tất cái lạnh cái tàn chạm nó là đặc công bị ban cái cam làm anh cũng dùng chén chụp dùng ăn nhóm chẹp chà na bịa quạt tới nó khơi sẩm mai khơi tại kê cầm tới kê đặt nó kê thưa thì run là cam hay quạt prap tiết quạt tha một lần chạp châu à bây là chạp châu mà nó kê xua vô chầm lái đôi cờ lõng mau dây nẹt tua tua sang cục lên chứ xua chầm lái dương ắt đăng rương ấy từng ao nó kê ao bậc khâm ao dương chay kê thưa thì run là cam ao dương vô là prom chai bởi mấy nhóm chân ban ai cái sàn thì tại khi nhóm tờ rô bị ọt cao nhóm quả là thật tới đó tầm ti tôi sai nhóm sẽ lọc mỏng nhóm khai cái sai mình là sai nhóm này ai nhóm chân ban ai cái sàn thật ọt đầy bê kì bằng khâm ở chai tam kế nè rồi lục đích của con mình giấy đấy phản ca bác con nè nhóm chân ban này nè chân ban là sắp lúc đây nhóm mình ai cho vô luôn anh bàn xâm khăn này nè hay nhóm chân thốt vậy ở đó mình tên vì muốn nhóm khám mắc kê ấy rương cái thơ bác thơ tốt ấy nhóm chị ớt một đoàn lấy nhóm đôi hạ đôi chị chọn thả thật chị phil sạch cái rương mối tục ở cô nói chai mơ ở bị phục mục mục ở bị phục lục mơ lắm cả mà chị khám ai ấy quả phóp dạng đi thọc tiếp mấy
tới vô ta mình nước thay thô vô mình nước sòng khăn vô sầm lấp với tóc đây ở bên nào cái anh nó không bị cha na ấy luôn chưa bị cha na từ ở khi mới cày đôi nhom đai cày nhom cất khơi như việc khó phải thử cất chân đôi cha chết hết đo sầm khăn từ tiết thay tranh cả bao kì tranh bao kì mới bao thì nhom nó nhom cha na chứ tranh bao kì mà kế mà bực nghiện con ca mình nô cung mà cung mình lý nó nhom dây chân cho hẳn nó nhom bị cha na nhom muốn nhom xua xua mấy nhom nhom thập cầm toàn cầm sọc cung cho anh giúp bao anh khá cung lý nó anh đang biết là biết mắt nhưng vợ chưa có thảo anh cầm xu cầm trắng đang cầm mọt trắng ngược nhưng đây sinh đặc biệt nhưng trắng cả trắng mắt nhưng vừa là oh cùng đi cái thời trắng ta tập bóng vào anh tập lập tập bóng vào anh chắc nó cái đó chuyện này anh nên đi khnề chẳng vô vào tuổi sai thêm mắt ao vì một con ấp bê từ nhiều anh là anh thừa thòng mà anh nhưng bị cha na khơi quạt nhá cha anh đã bảo kỹ bảo có tha hay ca tập lập ôn lại ấy hay hùa đời sao ôn ấy sao nó nghe cái con quạt nhưng vô mình chăm lo lấy luôn thiệt nhưng mà thưa ông ca con nhóm tiết á hay nhóm thưa thầy cả thân chun bong sấy nhóm nâng tiết nhóm nó khơi ra con ót lát tập thiệp nó phê luôn nhóm dây tiết đó nó khơi lúc thao nhóm dây tuổi sai bên xong tuổi nó bị tẹt tôn tuổi sai tuổi tẹt tôn sấy mày mai tẹt tôn chặt dương phật và cát mình nó bị ruột đang chặt đang thông những cái ơi nhóm tại sao sạt nắng cát xong xong phía khi nhóm mà sạt sang cái bùa có số sao chứ là ai hoặc là ngay là ai khăng bao giờ là ai nhé nhưng thay nhưng ắt khăng nhưng chụp khăng ta quật khăng chưa nhưng mà thay lại hết mới khăng nhưng khăng chưa là ai nó mình kéo lại cá luôn là nó chỉ sạch cái đường quật mới đây anh nó chỉ đường mình lố lố thoa lố cái dạ cứ chắc cái khăng chưa chẳng ai thoa lố cái dạ ta để khăng ra chưa chặt chưa kế bị ạ vô thì thoa chẳng nhưng thay hai ban việc nhưng ắt khăng nó là nhưng sầm lấp chặt ban nhưng ruột khơi một bao bao ngọc này nữa mà vì nhóm sắp thua tới khuyên thà quạt thơ ẩm bơ nâng á đành quạt kết cả bê quạt thơ quạt thà sầm lập ổn thay nâng tới quạt bàn bọn xã nó bì mà nô cung quạt đành kê bình yên quạt ơi bê bắt lâu á nhóm bà chà nà thế nâng ô đang nà mộc mấy bên nhóm bàn sắp đặt vô ấy lư ấy quạt chọn quạt quân chú vãi quạt ấy bà quạt chọn xong mà tốt đôi nhóm dây mà mát môn chăng nhóm thà ơ chặt quạt nhóm thà ơ quạt mộc á bê quạt hệ ca hai nhóm thà chảy bà chọn thơ quân lục bò bò đấy chăng thay ở chợ nhóm về đứng thay mà có gọi lên một đại hay hay đọc bật toa màu nước bàn thay chơi tại bà cha na thao cho cá nữa mình nước quả cọ mấy nhóm ai chợ đấy nhóm chụp hiệp luôn cái tròn tầng off đi chứ nhóm khơi một nước nhóm off máu mình đăng ký cua để chia đấy nhóm từ đạp thôi anh chẳng nên nhóm hùa ban rồi xa đạp thôi vô ban thay nhóm lên nhóm dây mấy người đánh cái nào đừng thay sầm phe mỗi cái sai lúc sai có thằng này ai ăn khăng nhom khăng chưa ai hát ai ban nhạc nhom ăn khăng nhom mà bị lơ ở rót tha bị ba bạc ca tha aoi bạc ca tha aoi bằng ruột bằng ruộng chiết hay còn bản năng phật tiệt này aoi bằng ruột bằng ruộng chiết aoi rồi yết tịt thoa aoi chôn ruộng kru tay nhom chọn mờ lại rồi yết tịt thoa chôn ruộng kru nó ta rô ban phần màn tử ta ban phần nào đó để đào chôn ruộng cứu hay khi miền dịch đây trời ở đấy đào xa ra tha bị ba chiết nâng ăn rạ chiết nâng ăn gà sạ chiết chiết cọt chơi mưa khâu trời chui rồi yết để thoa chôn ruộng cứu nó cứ là ở na ở bất tịch rốt yết để thoa ao nhưng bình chất nhưng ai thu ra chất nhưng ban mồi chấm nuôn này mồi mộc ấy phần tay nhưng cha mưa đấy tại bất rửa ớt buộc nhưng mình tẩm lót để giấy phụ kề mình tụm lọp nị dây và cay và khôi kia mà chuyện ít nhưng mình mến uống đấy cứ nhưng tụm lọp chăng hay là lưng nạ đành dây và cay khôi nhưng lưu bóng nhưng mà cay và khôi đây nhưng nó nhưng khăng à bên lúc nhưng khăng tại đó lỡ nhưng sao bằng ruộng lương chết nhưng cơ tha nhưng sao thôi nhưng cơ tha ô quả thơ vô bạc qua đây đội đội bịa bột cá bịa hạt đâm đâm ở tế ban tế hắn đâm ở là bọc em với địa bàn với phải em đâm sao là với địa bàn họ sai vì đơn chứng nhưng bị cha na tới ở chứng cùng khăn quạt đây gọi thưa vô bọc quạt thì chết cắt chặt ban mình nắng lục thiền ban ngọc chặt ban nắng ban ruộng khơi mục thiền ban bằng quỳ chỉ ni nắng hội vô thì thoại ở đây ao bong ao bong ông sạch như sạch bong ông sạch nhiệt dương ấy mà bắt tay cam chia nó bụt đỏ tay ra nắng thọ bụt lục thái sát là bong ông sạch nhiệt thọ cam cục chia từng ngõ tao chỉ say thì say là bụt gọi thọ cam chứ này năng mình mến về lục 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 bậc thiên sống tu anh đang chiết thoát bớt bậc cát là bao mình đủ nhưng thoát cát cướp bậc phật lục bốn thẻ tăng chiết phật lục thoát cát cướp sập chiết ấy chiết ấy sập cục tại lục khương tha khương cha chiết riêng chiết thị năng hay dương năng nhầm cha na chứ nhầm cha na tha
nhóm chong phẹp lục đực đai nhóm nát quát đai xả đo chẳng nhóm nát quát đai nhóm nát ní hê bần tích nhóm hiến tháp yếu xanh phố kê nây thoa lô kì giác cái khăn nhóm ấy thang cái căn chương quát nhóm hiến căn chương ấy nhóm bà chà nà kinh thà luyện nát quát đai mau bị quát nâng quát thác quát thơn chẳng ấy vì ban phải giao bọc quát ấy ban quát thơ hay nhóm nhóm vô kinh thà bong nhóm quát hệ cam cây khỏi đây nhóm quát ban phải giao quát ấy phải hát quát là ngôn chẳng có quạt mà quạt nhưng mà cũng khăng quạt đấy nhưng tăng chất chẳng ban nhưng ban sinh ngọc tính nhưng có mấy món ấy ngọc bà thường chất năng mình ban thì em đòn chất năng mình nghe ọp rôm vía mình nghe bột vía tê hay bà dương bột chất ban là năng dương ban sinh ngọc cái thơ dô bọc kê thì khăng kê thì ấy nó chết than chẳng bà bút lúc chết than chẳng cái thơ bọc kê phải dô rõ ngay bà riêng sạp năng hay nơi tùa xoay nó bị thác khăng bị thác chư chắp đó lúc ao nhầm dây bị chư chắp đúng nè kinh dây hai ao bị tơ sờ lóc bị tơ ấy đôi chỉ lục say bả răng mới đây chuyên chiết khmai hay quạt chuyên chiết bả răng do hạt mấy quạt chư chắp bả răng hay côn say quạt từ mà dụ đập một muôi mới quạt thay ca mới nhầm chư chắp đôi đẹp chẳng ao đang chơi hay đôi ở chuyên chiết ăn lễ đây này mê thử vi quạt tay để xua mê thử vi ăn rạ chiết tay để xua tha ở miền đây tuổi say nhưng miền khơi nhẹ đã tôi sợ hòm ấy đó nhưng áp trong gối nhưng vô là o su hồ bò tí hà sợ hòm nữa cứ nẹt đây nhờ bà năng tụ đau ngộ chân chia ông lệ mới quát quát thấm bong quát phong á quát chư chắp đó bình nắng á bong quát sạp xót á hãy chơi mọi mọi đây khi nhầm hãy khi nhầm châm con ruột ái hãy khi nhầm châm con ruột ái nhầm thử ấy ở con nhầm ruột nhầm nên phải ra cái thử ấy là bạn bạn con nhầm ruột lúc cha nam ở thằng ác này đang chỉ vật chuột thằng ác này lấy lúc thà ao khi mình dễ bị tua slide nhóm mà việc tốc ruồi đôi thà kinh dễ mà hai ao về chư chắp ở lối ở lại về ở lại mai tại nhóm vô thà về về ở lại tới đôi khi tới bị ở về tại có nhóm sầm thà tốc ruồi nó cứ tốc ruồi đôi khi anh chăng tại là tạm bây giờ top song song tại tốc về từ nay rồi bắt nhóm nó ta ao sệt nhom ao kim ban khơi ca bật năng lập biệp ná chút để thoa khơi bật lập biệp ná khá trọt sầm bạt nhom ở rồ linh mình hên si mình hên chai không sần xăm tinh tia nơi không chỉnh chăm con miền cua tha thuê ca snai ha chiết ao chiết rung rương tal tim phát kia do dương do ta ao chọp tu ơi mà nhớ thằng ti đập thẻm cái nó bị hụt hai tấn á hay bởi dây tục với lúc tục văn ná cứ thật tục lúc mình nâng vô ấy mà dây bán này tại khi nhóm về đôi cục score ấy mà đâu nó cục score anh chẳng hay lúc tại tèo bánh tả lưu kịp sai bò mà mình tao hưởng nâng dung tầm này ai dếp này là người đó xung tập này là tên này hồ lôi tên thăm đập này bán biết không bẻ khai nhóm hỏi ngay bẻ thẹp nhóm á nhóm bạch dễ hưởng nâng thật sắp bên á bên nâng hay hưởng tua slide nâng nhóm nâng việc bàn khơi chăng nâng việc mình đang dễ tham mắc tiết luôn lục phải cha na mới mình nữ miên quân là thoa là o mình nữ miên sa là thoa là o không thưa mình nữ là o vô màu chuối chi snai hà chiết ao kì ruột tầng ọc nè plau yàng mạch ấy yàng mạch hay slow trăng sao ọt miên thơ chuột tẹt tông vô bài ấy sao hạt mạch có kê vô mình nữ tự sầm lập đào prey sai thao tiệp lập biệp nâng xong โลกประจานามือตังออกเนี่ยมือตาโยไอ้หมอซ่องเอาสมาหนึ่งใส่ได้อักกระหรือบอสรบบอบหนึ่งเอาเกี่ยอัดจัดเอาบานเกี่ยทูสราจัดเบิร์นเจปีสัตย์ไม่ไม้โลกก็กระไรบ้านได้อดโดยคนนี้สตรีใหม่ๆไปจ้างบ้างได้รอบได้เวรเวงงานสตรีใหม่ๆไปจ้างไปเชียร์ไปมังการจ่าลูกค้ามาเอาเอาไปเล่นสตรีใหม่ๆไปจ้างแล้วไปเชียร์ไปมังการตีเล่นเบียร์เล่นเป้าสตรีใหม่ๆไปจ้างด้วยไปจ้างบ้างสตรีใหม่ๆขย่มอ่ะสนายหาเชียร์เฮ้ยคำปรังมือพอดายเตี้ยนะคำปรังมือสวามิอ่อยบานรู้ให้โยอายุชีวิตนั่งบ่มราเชียร์ต่างอ่ะนี่ตรงไหนการมาเชียร์มันนึกหันไม่แต่สลับระเบียบนั่งลงจานาอาคิมพองเลยเห็นภาษาประจำนังบานเฮ้ยให้
chạm đập nơi cả trong đằng đó bảo vì phía kỳ sinh sinh tiết vì đường ra đó bảo lục sợi để bị bòn đằng cả sập đây bảo lục sợi nè thà ta biển miền ở bay khá tiết chẳng ông nhầm đẹp của cô về từ ca từ mê tử vi ca pì mê tử vi đồng nàng ở đời mà đang ở đọc bạc vi ni rụng ni hay sân bà miền sầm nu ở với cứ à chờ xua ở bình trẻ ban là mày chọp tên nâng ca còm trâu này bịa sông tăng luôn cho đời mà đang ở đọc bạc vi ni để bà cốt nông rừng cái đây ni hay ông nhầm đẹp sông rầm lực đó là mê tử vi đầm nàng ở đầm đang rộng lý sông riệp chom nơi sông nua người ta nghi nên mày cột bàn thưa tại đây bàn dốt hay nên thưa cả chòi tọp nâng ở bàn chom pà nhà hà bạc sông học quân lục bộ thiên hay chấm phu ca này nó hay chấm phu ca ăn nhà để chấm bàn bàn xùa lục sợi chân ở vĩ hay cực nhầm ba xôm của rúc và lục sợi chào crom hít on trái chi thằng o lục sợi chân ở vĩ nhầm ai xua bàn thế cái xua chân ạ lớn nhất nhom trong xôm su lục sợi trên đầu vi tha lục sợi cho nơi chín năm nè chọc nhưng cái nơi chân nằm một bọn bằng uốn rồi sang bằng uốn và xong mà con lúc đấy ai mình chạy bàn tới nơi con ông ta sẽ nhà nó bàn là bàn lúc đấy bàn kê đạ tha lúc đấy cái nơi chân nằm một bọn bằng uốn rồi sai sắp bằng mùi hay đối bàn chỉ khóc nơi nơi dùm lại vì này chứ ban chỉ khâu khăn yếc nhom tăng bị thừa hai mắt nhom cùng ban tiền tọt đáy phần trái nhom nực kịch tới bên lúc ban chỉ khâu nâng màu vì cả ní tầm thừa cào ấy về bạch nào bột bạc về bạch nào đây ở nô cô ban sừng cát vừa áo kì đặt ai chụ chân tới nhom bạch cha na tới nhom mình chơi phu kê tết rồi nhôm nó khơi tha bà hai chị về rồi trai nhôm nó miền cẩm lang trong bẩm ra các bộ ấy các cái bậc ca rồi trai đánh chua từ bóng phật châu bị chặt buồn mà nó cứ ở chỗ hàng sắp rồi trai đặc biệt là chẳng nhôm nó miền cẩm lang với ca đá bà hai chị nhôm đặt ở chỗ cá đứng nước đam bay ở nơi bẩm ra ca thay pram cho nam tì đại bản ca nâng về tiền tới về play pì ở đây sự bật nào thì nó nghe nâng cổ ba cái thứ ao về bắt nào bắt xong ở con lục sợi chứng dụ lục sợi bật bạc cát lục sợi cát nơi chân nam một con một buồn rồi sam sấp một buồn chừng mình đấy vâng ở trong sông xua sầm nô to thời tiết tệ tông tôi nâng lục sợi ban chuẩn bị ong sao là cá hái tha lục sợi ban khơi bỏ được miếng tẹt tông tôi nâng ca sấp được bao lục tray nâng nơi ái là đây được bao lục tray nâng để chúng mua tì hào tật nâng nơi ái mình tì so một hơi mùi hình chứng su tha tá lục tray ban khơi bỏ đăng bỏ được miếng nâng nơi cho nằm nè bọn mình đang phải hai chị chân nam chặt bốn hai chị chân nam bát sắp hai bà 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 h
ម៉ាំទី2បាទសូមអរគុណសំណួរតទៅទៀតនៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញព័ត៌មានហ្នឹងដឹងថាប្តីលោកស្រីត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទួលស្លែងនោះហើយតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ Pel đại khiêm từ mười tuổi sai hái khơi đằng thà đại khiêm sầm lạp nơi tuổi sai đòi thưa vơi tiền rôn cam tới tiết á vơi tiền rôn cam đòi miên ở vay bìa ban ở vay đôi nhâm slot là ngất mộc tuôn yếm là tinu là kê mau rôm khá nhóm mưa khá nhóm hay khá nhóm mình đang chia rô ở vầy bệnh bàn lại nhóm kịch khơi nha khá nhóm bị ngay này to tư khá nhóm đa tu mà này ai nha nhóm thư chạp nè kê xâm lập ở đây khá nhóm được biếm đi ở đây khá nhóm chia mình nụ là ơ chia mình nụ miên áp kê rì ra slot bầu dập hiệp riêp xa thay thân âu ọt miên thư ấy khóc xa Yêu mà dùm lập đây nhóm đảo bây say hay có bán đăng tiết tha môn nâng kê dùm lập nâng kê mua bậc cách vay thơ từ rôn căm ở chlai tam kê ở từ tuôn tam kê tha chia say amen phần tay ai kê xa nụ nhóm mình bán từ rô cao tế đảo nhóm khăn ông chất cùm nất rô bọc nhóm cái nhóm nâng việc chăng dùm lập ấy nhóm còn là lấy mơ kê mơ mơ khơi phóng nâng mà tuôn dùm ngay nhóm khơi tuôn xa anh kê tục nâng nhưng thông khăn ọt bà này, nhưng sẽ lập hay sắp ngay, nhưng rô kia chia thị nồng khuôn lăng về. Bố bây nhầm đang dây mệt chứ. Mình phật thân em chua, nhưng dây tới, thác nhầm tao nhìn mẹ này, nhưng mình mọt mà mắt đi. Chị bà phép khá nhầm lại sẽ trái mềm mai á. Đại bê quạt, khuyên quạt sắp chân hơi, nhưng ọt sắp không nông chị vật. Nhưng trái trên trăm cồn. Nhưng không chỉ chăm con ở cao chế mà nụ mình yên nâng kê đôi chìa bà đấy nâu chân buộc khi nhóm trai ca ở con khi nhóm miễn cao chế đăng bên cái xuông mình ti đôi mình nụ mình yên tù tư đôi chùm nón khi nhóm chân ở bốc khi nhóm chăm mà nhóm màu chân đôi chân nâu khi nhóm trai thơ ấy là xa trai mẹ mai tẹ tôn nâng tùa xài nâng xa mai khơi chế nếch mà tôi bà chế bàn cả lại thơ tử rôn nâng cam cả lại ai cái xa ấy cứ thang chia cảnh chợ cho lòng nơi lòng vì nhiên khi nhóm lòng nè nhóm cho chuyện đấy bên ai ngặt chân chuôn ca nhóm nơi mình anh có nhóm tránh đó nhóm dung mình để anh chặt đằng cục này là ngất oai thằng tay bẹt tình thằng nam này đã hồ lôi tình không này đặt sông sông mà con đục rồi lục thiên nhóm ba sông lục thiên người ta anh nhạt ở bình trang rụp thọt đây lục rồi nơi không bị chợ tu tu vậy chấp lục sợi lục sợi mơ mơ thả tá rùm nơi nòng chọn tu tu nó kia rùm nè Yeshua mấy rồi bóc nhom chân nà vì hai mơ mộc mơ này quạt cái thơ tê run cam lang bay hai chỉnh trao nhom khơi pleep nhom sờ lọp mộc play hai mà mơ khi nhóm nơi xa rụt cạp con mùi khởi khóc nè dạng nè Xong mà con lục rây ta rụt thọt nế xua ta ta bàn bì nà mơ lục rây ờ
Rook thought Nikium ban mouth be dual slang. We cook dual slang, Monty Psalm of Paymoy, Haitang. Look, Kern, Mer, Kern, Dang, Maji, Jap Joel, Jap Joel, Nai Jap Joel, Hainang, Nai Gomtik. Tiet, Hai Yom, Alkyum near, but Tin dual slang, Tiet. Hai, Natching Yum got browser, I got to Kai Yung Kaho, got to Kai Nets Rao Chiru. รูปถอดรูปไอ้มีจีตัวสลายม่องบาดสมอคุณខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីសូមដាក់បញ្ចាំងឯកសារដែលមានលេខ EON 0 0 0 8 0 6 4 0 បាទសូមអរគុណឯកសារនេះគឺជាឯកសារបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលបានកំទេចនៅមន្ទីរស-21ដែលជាឯកសារបានមកពីវិជ្ជមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយវាបើរាប់ពីលើមកគឺជាបន្ទាត់ទី15លើបន្ទាត់ទី15នេះគឺមានលោកស្រីអាចអានបានទេថាតើឈ្មោះអក្សរហ្នឹងគឺជាប្តីរបស់លោកស្រីឬយ៉ាងម៉េច ចំណុចលើបន្ទាត់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ស្វាមីខ្ញុំពិតប្រកាសមានហើយទាហៅដឹកយកមកពីតំបន់25ប្រាំខ្ញុំមិនបានពាក់វ៉ែនតាមើលអសតូចតូចទេយកមកពីតំបន់25ថ្ងៃចាប់ចូលថ្ងៃ2ខែ2 76ខ្ញុំតិចថ្ងៃ25ខែ5 76ពិតជា ពិតជាឈ្មោះប្តីខ្ញុំពិតប្រកាសមែនមកបាទសូមអរគុណលោកស្រីលោកប្រធានអាចដកបានហើយឯកសារនេះជិញពីអេក្រង់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំបាទសូមតាំងសំណួរបន្តទៅទៀតសូមលោកស្រីរៀបរាប់យ៉ាងនិយាយយ៉ាងខ្លីបានទៅថាតើជីវិតដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយហ្នឹងដែលគ្មានអ្នកណាជួយការពារឬមកក៏ជួយគ្រប់គ្រង អ្វីហ្នឹងនឹងតើមានការលំបាកអាយ៉ាងណាដែរបាទសូមមេត្តាកុំវិញទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយអត់ពីដីទៅខ្ញុំតាំងចំហមួយចាញ់ពីស្រុកមកហ្នឹងគឺត្រូវ រោគតម្រេះវិជាឲ្យកូនហើយរោគក្រសួងមន្ត្រីឲ្យកូនឲ្យដូចជាមនុស្សនីធម្មតាដូចគេបានប្រមាណត្រឹមហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានក្រសួងមន្ត្រីហ្នឹងខ្ញុំរកទីជំរកឲ្យកូនខ្ញុំនៅព្រោះពេលដែលមេម៉ាយហ្នឹងគឺអស់លែងហើយនៅសល់តែរូបកាត់ដៃមួយសន្លឹកទេ អត់មានសល់អីទេឆ្នាំចានអីគឺអត់មែនទេមានតែរៀមដៃដប់ត្រឡប់មកវិញចិញ្ចឹមកូនបីថាភ័យព្រួយយ៉ាងណាគេរគេនាំគេហៅទៅទូលទូលអាមសៅដេលេតេទេវតាឲ្យដើរទៅស្គាល់អីខ្លាចភ័យខ្លាចចិញ្ចឹមកូនមិនរស់គេកូននៅវត្តលង្កាអ្នកជិតខាងគេថាគេទៅ យកអាដែងស្អីដេលេតេនឹងការពិតខ្ញុំនិយាយនេះទៅជាមួយនឹងគេប្រទែងប្រទុងមិនហៅអីទេពុលអានឹងទៅដួលទៅ
nâng chùm sao đây để tê mà tục lụa ế chạy cho mà chân bùa nâng hai kiểu chua nông tè nâng miên là cái tọa khóa sly nâng nâng tiết khóa sly nâng ba nâng tôi cái mà tên nhà ế chạy khóa sly nâng nhóm ông mà ế chạy ông mà khóa sly nâng lụa ế chạy ở cái chấm câu cái mình toàn chạy lối anh cái nâng cái chạy lối chuôn hay cái băng co áo ấy xong bong ôn xong lô vật thiên cất mơ ọt miền tràn muối ọt miền nặng muối ở bay có ọt đại miền tài bream đầy đắp nuông con bà rô cái xuống mình thi rô sập vọng câu nơi đôi chạm chân đa tua cụm sắp hai xong bong ôn ruộng chiết nâng ăn ra chiết đục chuối bị cha na mơ nơi chỉ vật vật rồi bọc nhom Satrai mê mai bì mìn khao khnìa. Srok kê la o tơ kì ru nơ bàn sru srok nhom. Ngươp ma bì kê dâm lạp đầy kì yô thuap dâm bạch o hay. Ta khi nhom nơ sal ấy khám prăng. To su chân chấm con nhom chẳng bay. Ở mên kê xuông mên mình ti nâng kê. Bấm nạch nâng kát mau chìa mình nư. Chắc khi nhom dùl khương chẳng năng. Khám thơ mình nư ấy o lạ tập hiếp. Lớn lúc rồi nhóm xong xua to tiếp bên đây lúc rồi mình ta chơi lấy một phần các bạn ấy tết tôn tôi nâng ở bà nhà mùi tiết là tới lúc rồi miền ban anh chơi tàu pê tôi này phi ba rục chất tới để hào ta thi pi ô nữa còn là tháp bờ ban tới tháp ban tới mà cha ban tới đại bà sông bà con cho hai đứa ban chia lục trai chơi từ chụp về lội chân nữa ban chia nhóm từ chụp về lội chân nắng màu bị màu cái chia hai nhóm từ chung mê môn pê là thơ sao riệp trăm thơ sao nà ca nắng cái thà miền ở về phi thị âu nắng bà bọn bảo ná miền chủ ngư ở vây miền ả rong mình lo ấy ôi từ tẹt tôn nơi bẹt năng tử nhóm có tử xô mô cún này nhóm ở xùm nua xu tư nèo xây chân nửa vi hãy cơ bình tác nhóm miền xùm nua phi xùm nua nằm bây xu tư chôn cho cháu của cô thiên xô mô lụng thiên bà ta ăn nhạt ông chôn bà ta ăn nhạt xùm chơi nhỉ hay xùm chôn đập cháu sẽ đập nơi sầm nua bằng chữ ba năm bảy hai lời thì nâng sầm nua để chua đời mình từ vì hay ông nhìn ra có động lực để tha sệt ní sệt mình lời top cứ miền tầm rạp và chuẩn chụp chót chỉ đờ rạp rồi sân bờ chuẩn chụp chót mình chẳng trả lời bà sầm ở cún sầm nua thì mũi đợi ai tôi lời ca kêu xa chỉ mũi lục lấy trên đầu ví có chẳng xu thà ta lục chôn chọp chọt nâng ban đăng ông pi ca chắp luôn hay nâng ca thôi thì luôn là cam rồi bỏ lục tia hào tật nâng tế nước chia sầm nô thì mùi sầm nô thì pi su thả ta chôn chọp chọt ban triêm riệp chom luôn đồng bay thì song sầm non nay hàng chủng ngữ chất nay hàng ra thạo vậy ní nâng tôi đo hàng chôn ruộng ru hai được nơi bạn sôm ở cồn sầm nô miền pì tìm mối chân sông chảy nâng sầm nô tìm mối sắn nhóm mình chăm thả pê để trong này thôi chỉ bật thiên so mà phải muối rứa có tăng tiền bật thiên mấy không đăng tầm năng thả lục tia hạt tết cho nó đào so phải muối ăn chăm nước mình khơi có bắn nước không sơn sông bình dạ thả bắn đăng rập tập bạ vì ni rập bọ để xây chân nà ví chỉ bắn đăng rập tập bạ vì ni từng bông bẩm phớt miền bảy bắn đăng rập tập bạ vì ni thì muối cứ bù mày
tí bí cứ chùm mày, tí bấy cứ chân là vì khâm vô bánh đăng rắc tập bạc vì ni chẳng bay ni mà viên vũ đài bù mây nâng chùm mấy khâm bánh phái tí bọc khâm thọc school chỉ bí xác bù mây khâm thọc school bởi chùm mấy khâm thọc school cao rồi màu rồi chùm này bánh đăng rắc tập bạc vì ni rồi bánh xe chân là vì khâm vô mà bị chà ra ná chứ mùi nâng bình chi nhẹ tô, bình chi chắc để miền bay rồi cài tự sập thùng pon đó là mắc không khơi khơi mình chi nước liêm không từ tua scorp liêm thả lục thì hai tách bứt chỉ chỗ từ đó so phải mùi rồng cuộc này tí núng hái có sập bạch bằng chỉ bứt này tí núng nữa ăn bạc cài thì khơi mình chi đừng cứ mình chi so mà phải mũi đại cà ri lại giả hạ bệ nhà thứ hãy chlong tám cả là lấy sang chặt sang hạ chặt cắm sừng kẹt trầm trầm ấy bập mưa từ bên đằng robot này xây chung nào vì ở này trên nào vì đến căn bạch chập nơi không đông bình chi xong phơi muối còn bình chợ thạch thì hai tết cứ xuống xa thiên nạ cả ai dùng này này xây trên nào vì từ xây và đây robot này xây ạ kiện này rong ở cắt cho si vừa thằng đó chập bạch phổ phồn kềm mềm đằng tăng bị trôi từ khai miệng chân trôi từ mình tí đập răm ấy nó phổ phồn kềm mềm tên kiểu ăn bắp cải thì đôi chân nét sờ máu không xong từ tua scroll thả lục tia hạt tách bứt chỉ từ rồng cua nơi tìm mến có phần để nơi bể để quật từ rồng cua nắm mình bạn đằng hay ai cả sáng nắng mình đằng chỉ đi cà từ lề rồi ọt phong mình đằng nít cứ xong mình chạy phần này ai chậm này xong non ở tập bạ về ní vì chạy cà hú xong mặt tập hiệp không trả lời xong mình chạy phần này dạ chỉ cái bắt đầu ông như vậy đó về từ cả từ đầm nang xã về nhà một sân bay miền tây nu rồi xua đó đang mà đang rập về thì điểm đi xong mình chơi xong ông như vậy xong lắc tha cả xua nom rồi bảo đầm nang xã về nhà chấm phù cái này đi từ cả bài trái cho bạn cho bạn lo rồi viên tua thanh nặng nông niềm chỉ đang mà đang rập về ní nâng thanh nặng nông niềm chỉ xã xây mình ai cho lâu cho lòng khné được nông ca xua chậm lời đam mê ơi một thành nhà từng pi ní đôi khi nia ti nông ca đòi chậm lời tầm rằm đầm na ca sạm na ca sớm chơi bảo con lục thiên chậm rệp xua lục sợi chân na ví ta lục sợi thua yộc ba nhà hà đại tha xua mây lục sợi chư một tia hào tắc ní từ prap côn côn bỏ lục sợi đại tế hay thả ta ở bộ kế miên pro được cam chẳng nào đây nó quê đã đăng bài nhà này cha lục bệ nhà nhom bàn rục khơi rục thọt nâng bình chi nâng tuổi sài ní ta lập tự gặp con nhom nhom là ngào bình tèo hơi ông nhom nhom sai là ngào hơi con nhom tha ở sân khâm hơi ở bục nhom lên bàn chụp mông tiệt hơi ta ban nè na hơi ở bục tiệt ta ban nè na tự việt gặp ba ho chun con tự lên việt gặp ba ho ngày chụp tiệt ờ sông khơ mai cái ngày ni tao tới tao chấm bằng ở vậy tới ắt bia pục chấm tới hai nơi mà đai khiom khom chỉnh chấm khiom ới ban thom thọt miên cái xuông miên bần tí nưng kê tao chấm ban ấy nưng sบาย tiết bơ ắt miên ở pục dạng ni miên cái xuông miên tí hai antra chiết tự tua skoal sanya bat hai khiom ắt miên ở pục nưng kê tao hạ đoi ở vậy tới bong bọn niệt bật ới lục thiên ới con khiêm ban tới sài chiều tiệt con nhom mùi bầu nông về tới sài chiều rô ai cả xa ai đang ai lưu xuống về nhom mình say miền bể chuột khné tiệt kê đồ vật thực cá phong nhom co đồ vật đai sầm ốc tập năng và ốc cún ta pro tập cam robot kê đang nó
miền rồi hôn mà đón bài giờ bọn đã được tế mà đón bài giờ bọn đi kê hạ đồ chìa mình nè nâng có kê miền bắt đầy cảm đáy bần tay đời kê cổ rục vì nây ca nghe kê con bác nhóm ban chanh tờ vì bật ngày chán nâng kê chanh tờ mì xong nơi khai xìm rìa bài kê xô khá ba kê chặt tăng tờ kê thư ca mô mê nhất rục bê chúc miền tê hai ở con sài bác nhóm ban mọc mơ chì mùi đáy miền cửa xa American cái màu ta màu đã đăng đọc tía hay con sẽ bảo hiếm cái bàn lực tía đói mà nẹ cái miền ca nghe một mê nhật và lâm tôi bình lúc xong ọc tập năng bà ọc con lúc sợi lúc thiên nhưng mà ọc xong đó bà xong ọc con nên tôi thấy ông nhầm ra đòi về cả từ mấy từ vì cà phê cái đấy là mấy ông miền ở các nông ca tăng sầm nuo đòi đầm đằng đặt vào bên này ruộng này phần sân bờ miền đồng chơi merci monsieur le président sao mà con lo bật tiền. Merci madame pour votre déclaration. La défense n'a pas de questions à poser. Robah lok srei. Medevi ka pi kdai pu mien somnua chang su lok srei nute som okun. Mok chi kaich bto ong yim reh pdal okas teu dol chin chap chaut damai aich laeng phuea ka kot thongkol neu srei tlaing ka chompu đa một đằng rót bạc vini rụng đi, phần sân bờ lục miền bầm non. Sông cổ rục lục bạch thiên, về đi, không bát không miền ấy cắt sông cổ bằng thay đi thì sông cổ rục. Lục trời chân là ví, đầm nà ca này ca sẽ đập để chạy ca. របស់លោកស្រីក្នុងនាមលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋវនីដែលអង្គជំរះសម្រេចអញ្ជើញលោកស្រីឲ្យមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមជាដើមម្ដងរដ្ឋវនីនោះឃើញថាតតទីបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះគឺលោកស្រីអាចអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលប្រងតុកសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋវនីហើយនឹងពេលវេលាបន្តបន្ទាប់គឺអត្រ័យទៅលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលរួមក៏បានឬក៏អាចមិនបានដែរនៅត្រាច់សិទ្ធិរបស់លោកស្រី chia cách bản tố một thầy tòa cá anh chơi lục tội một nân là mày chơi còn một căn tì cả lại tiếp chăm tầm rạp đời một đằng rạp vào đi này chụp một ông chụp một nhóm ra đàm mình đang rót vào vị này ta lục miền trung bộ tội mụn nần anh chăng phần men đại rồi tí bạn group sông group lục thiên trong trung bộ tội mụn nần bật bạc cọt mà
Look, tôi mình nấn ta lúc mình là dụ bọn bạn chân hơi. Hà sắp bốn chân Ta lúc mình tì gần lại cầm nợt, nơi tì gần lại nà đá. Nhà bạn mình tì gần lại cầm nợt, nơi khung bệ cưới, khung bệ cưới, sọc bóng biết hạch của bông chàm. Bạn ta khung bệ cưới ní, tượng nâng sở máy ní tế đã vì sở máy sống cung kì hạch khung xóa cao mà. Ta sắp thang ngày ní, lúc rô nơi tì gần lại nà, hay lúc bà có một bộ rậu xì thua vầy đá. Sắp thái này nhóm miền tì lầm nấu phùm mì rì lách khung xoay tiếp sọc trong cả lơ khai cầm phùng chàm. Và miền mục rộp bó chìa cụ mong riêng nấu xìa lấy hôn xoay nếp ba lơ. Ta ở bộ bằng cao đã bỏ lô quạt chung hợp ấy hay sắp thái này quạt nơi rốt rơi qua quạt tù lầm mô nạp hiệp hơi. Và ở bộ bằng cao nhóm chung hợp tội mì mặt ái chung hợp mai con sắp thay quạt bán sắp dù dư mà hỏi. Lúc tôi mình đến ta lúc miền bằng phố bằng cao bằng mạnh hay chỗ lúc rịp rộp rạp nơi chú mua rộp bằng phố bằng phố lúc chún đòl ông sạm nạc ca. Sống chú nếp lúc bà thiên khi ông miền bằng phố bằng phí nè và bằng tìm mũi chú mua tôi xin mớn. Bông tì bì chmua tội bồn thón, tì bấy chmua tội sọ khón, tì bàm chmua tội mù ní, nhóm tì buôn chmua tội mù nấn, bồn srei chmua tội sọ khớn, hay bồn bơ chmua tội sọ khổng. Lúc tôi mình nấn ta chung mùa thù miền, chung mùa thù rân, chung mùa thù giả rên, chung mùa prươn, chung mùa mạc bồn chón, rư cơ mạc bồn thón, hay nâng chung mùa chìa khón, ta nẹ tăng ổn ít trâu giang mạch chìa mùi nâng lúc. Tùm nẹ tùm nông nhiệt lô hắt được coi nhiệt tập buôn giang mạch chìa mùi nâng rụp lúc. Xong chúm rếp lô vật thiên thà chmô tèng kháng lơ ní chìa sạch xa lô hật và bọc nhóm bạc. Lô thu miên cư chìa bọc thông rô bọc nhóm. Và hai bọn prươn chìa khmôi rô bọc thái, khmôi thái rô bọc nhóm. Hai thu xa rên cô chìa khmôi. Chẳng ổn ít sạch tay sự sạch nhiệt, đòi lại bọn chìa khôn, đòi chìa bọn chìa đôn mùi rô bọc nhóm ní. Quạt chìa con tư, rô bọc mà đai thông rô bọc nhóm. Đại quạt miên bông bông bỏ mùi nẹ, bà chìa con tư. Hai con tư ní, quạt miên bông tì mùi chìa phái. Và tọa mò miên bông srei chìa lái, chìa phát, chìa khát. Nâng quạt tốt chúa chìa khòn. Và chìa khòn ní cư chìa đôn mùi bằng cao rồi bỏ nhóm của mà đai nhóm chìa con bơ. Chìa bốt bằng cao rồi bỏ mạng em. Bốc thông chúa chìa bù. Chúa chúa mạng bồn tròn này. Rồi có mạng bồn thón. Rồi mạng chìa mạng lúc. Và màu bồn thôn ní con đài chìa bồn chìa đồn mùi đá khang và đài nhóm vì bồ bộc thông nhóm chùa thu miên ní chìa bồn bồn bọc quát hơi bồn bọc cao nhóm nóng chùa tôi bồn thôn này. Phong dùm dùm ra đòl bê tư ca từ bê tư vi. Đồng nàng ở đây mới đang rộp đàm đi cực bốn, đồng bây lần vừa từ đây thành ca đời dân khép bằng hai nhóm phì ở tại thành nhàn đã bỏ đàm đang rộp đàm đi rụng ni.
ហើយដែលនាំឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋវនីរូបនេះតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋវនីទំនាក់ទំនងនៃការប្រដងទាមទារសំណងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវនីទៅនឹងបទចាត់បទអក្រិតដែលបានចាត់ប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីហឹកដូចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខស.23ក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ75បួនព្រមទាំងភស្តុតាងនានាដែល
chơi. Chúng ta xong học quân nâng xong của lục lục bật hiến lục lục xây chào trong chung nôn chung ra này ông chung nôn chung ra vì xong anh không tà là cả Campuchia chỉ có lục nâng ông xạo nà cả chúng ta không cầm xuống chỉ mê thư vi bỏ đàm mà nâng rọt vào về ní lục tôi mà nâng xong chung riêng lục bật hiến tiếp tha lục tôi mà nâng cứ chỉ đàm mà nâng rọt vào về ní đà miền á tạ sinh nhan bàn sinh chiếc máy lệ xôn bà muối lệch sốn lệch muối lệch bà pí lệch pí lệch bà muối lệch muối nâng lệch muối hai đà miên ai kì xa lệch y o ấn lệch sốn sốn pí muối muối bấy bấy pí nâng ai kia xa đi mà phê prám slash đọc buôn slash mùi. Tí pí cột bàn tăng luôn chữ đàm mà nâng rọt bởi vì ní đà miền ai kia xa lệch y o ân chỉ phải xa khám ái xôn xôn lệch pí lệch mùi lệch mùi lệch bấy lệch pí nâng lệch mùi nhi chi tầm rung bài bát bồ đề miên âm pi chôn rồng kruk hay các bạn đăng đặc biệt bản đăng ní không niêm chỉ bằng pa ôn chỉ đôn muối chỉ muối nương chua chia con hào chân đại petro các bạn chập luôn là thay tỷ pí khai muối cho năm mùi bòn và muôn rồi chất sắp làm pí chìa khôn hào chân xung chụp riêng lục bà thiên triệp thả miễn nó khôn ai kia xa bình chi nẹ tô này mình tì xo mà phây mùi xung ạn nhạc nó khôn ai kia xa bình chi nẹ tô này mình tì xo mà phây mùi mình lệch E O N chỉ phải sạc máy, sôn sôn, muối, bầm muối, muối, sôn, bầm bay, buồn. Không lệ riêng lệ cao số buồn chỉ phải sạc ông khê nâng chỉ phải sạc máy. Đã thay chia khón, học chân là dụng sản phẩm làm cho nam phải pro chỉ vi phạm có một pi rusi. Chập khuôn thay tỷ pí khai muối năm mùi con và muôn đôi chặt sập làm pí nước ai kia xa là bao mạch mà đôi ai kia xa Campuchia đã đại trôn một nông sản nông rương ai lê chi ở ấn xôn xôn muối và muối muối xôn và làm pí nâng lệch bầy nó không nông ai kia xa mùi tiết xôn xôn muối và muối muối bấy pram nâng pram muối để mình lấy riêng mười rối cao sập muối mua chia con hào chân chỉ vì sợ có một pi rusi ai xa mới tiết chỉ bình chi nhận tô nâu mình ti so mà phay muối để mình lấy đi i o ấn xôn xôn muối pram pi muối buôn buôn pram buôn đã miên là không lấy riêng và muối lối chất sập và muối chứ mua chia con hào chân chứa vi sạc có một pi rô xì phòng đại thay nó không lấy và đã miên sẽ đem pi cả chập luôn chôn một tí xo mà phê muối rư cỏ dục tôi cầm tích miên tài sản nhà sủa nó không lấy phòng đại khi mà xung chung riêng lục bật thiên nâng ông sạc nà ca chia thả
ឯកសារស្ដីអំពីការសារភាពរបស់អ្នកទោសឈ្មោះជាខនហៅជិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានលេខ ERN ជាភាសាខ្មែរ 001 2 3 9 0 2 4 និងឯកសារ ERN ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ 02 1 1 3 3 3 ឯកសារនេះមានលេខជាឯកសារមួយទៀត D25/14/2 ហើយដែលបញ្ជាក់អំពីឯកសារតម្កល់ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដោយសារនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃសំណុំរឿង 001 នេះខ្ញុំបាទមិនអាចរកឃើញលេខ ERN បានខ្ញុំបាទបានទៅសុំបញ្ជាក់អំពីមជ្ឈមណ្ឌល នាយកដ្ឋានមន្ត្រីសារមន្ត្រីអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងលេខ 049 លោបចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ 2009 បញ្ជាក់ថាឯកសារដែលគេបានសម្ដាក់បញ្ចូលនេះដែលលោកប្រធានបានទទួលព្រឹកមិញនេះនិងភាគីទាំងអស់ផងដែរគឺពិតជាឯកសារដើមមាននៅកល់ទុកនៅមន្ត្រីសារមន្ត្រីទួលស្លែងសប្ដាហ៍នេះ ជាឯកសារដែលជាការសារភាពរបស់ឈ្មោះជាខនហៅជិនពិតមែនហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏ទើបតែនឹងបានទទួលរូបថតជនរងគ្រោះដែលឈ្មោះជាខនហៅជិនជារូបសារពីសង្គមចាស់មុនឆ្នាំ 1970 ដែលទើបនឹងបានរកឃើញតាមរយៈបងប្អូនសាច់ឈាមរបស់លោកតូចមនុនផងដែរដែលដាក់ជូនហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមឲ្យសួរទៅលោក ជនចាប់ចោតចុងក្រោយថាតើលោកស្គាល់ឈ្មោះឬក៏រូបនេះមែនឬអត់ក្នុងនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារនៅក្នុងឯកសារនេះមានជាប់ជាឯកសារដោយដៃខ្ញុំបាទនឹងសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានសូមអោយខាងជនចាប់ចោតគាត់បង្ហាញផងដែរថាតើជាការសួរចម្លើយដោយឈ្មោះណាព្រោះក្នុងនេះមានឈ្មោះសមមិត្តហូងហត្រីស័ព្ទនិងងោមួយផងដែរហើយ ក៏មានបញ្ជាក់អំពីការជួលដំណើររបស់លោកកាំងកេចអ៊ីវហៅអសន្តុខក្នុងនេះដោយមានឯកសារថាមានការជួលដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1996ឆ្មោះលោកកាំងកេចអ៊ីវបន្តែមិនដឹងថាកាំងកេចអ៊ីវឬកាំងកេចអ៊ីវទេនេះខ្ញុំបាទសូមអោយបញ្ជាក់តាមក្រោយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហេតុផលនៃការបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកទូចមនិនជាមួយនឹងជាខនហៅជិននោះជាបងប្អូនជាដូនមួយមែនឬមិនមែននោះគឺដោយសារនៅក្នុង អតសញ្ញាណប័ណ្ណភិបាលបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញគឺគាត់បានជម្រាបផងដែរថាគឺខាងម្ដាយមានត្រកូលឈ្មោះម៉ៅអែមឪពុកឈ្មោះជាប៊ូឪពុកនិងម្ដាយរបស់ជាខនហៅជិនក៏ជាសាច់ឈាមបងប្អូនជាដូនមួយផងដែរគឺប្តីប្រពន្ធនេះជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាហើយក៏ជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងទូចមនិនជាបងប្អូនជាដូនមួយហើយហេតុផលនៃការគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយមិនមែនជាសាច់ឈាមបង្កើតនោះដោយសារ បងប្អូនបង្កើតរបស់ជាខនហៅជិនឬឪពុកម្ដាយត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរទើបលោកទូចមនិនបានតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីមកនេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏ប្តឹងសុំឲ្យតុលាការអវតកជួយលោកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ក្នុងនាមជាសាច់ឈាមជាដូនមួយហើយដែលជាខនហៅជិនជាអ្នកមានគុណរបស់គាត់និងមានគុណលើក្រុមគ្រួសារគាត់មុនឆ្នាំ 1976នេះផងដែរបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្
nâng quát nâng khăn nông rồi bỏ quan bởi chìa bởi chìa thập tay rộng tàng ca rộng khơi này ca xâm lắp lúc chìa khôn hào chân nâng khăn nông mình tì xò một phây mùi đòi trúc trúc nâng sẵn khai xô mạc quân Lúc tôi bình nính ông dùm ra đòl ọc ca đòl lúc đòi mày thư lăng thư 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 lệnh rịp rộp đòl ông sắm là cá ông pi rừng hết tầm đệ tầm nông thân đang bắt được cất để trở bàn chót và cắn cho phu chúng cho cháu đây vừa ở bắc bon cho phu lục được khăn ông lòng cam bị chia bị chia tập tay có đôi chia được khăn ông lòng pi này cả ông cất được bắt bàn so một tí sơn là sọc so một phầy mũi chập ngày chỉ được một khai mây sai năm chật tập rắm lâu ngày chỉ được mũi khai mây cài năm chật tập buồn hay miền chỉ át cả khôi khát này càng ອົມນຶງອົມປີສະຖານະພິບພິຍະສະນະກຳໄດ້ກາດມີຢູ່ພວກໂລກຈະອາດຄົດຄາດຄັງລຽງກາຍສໍາລະຍະຫຼ່ອຍຈັດ
nâng phát bị bạc tốt bị bạc đồ kết chia bạc nhé thân nạc cảm tốt luôn hay nâng cát miền bất bạc cấp là hốt đọc bì bạc bọn đi xong chừng và xong group lô bạc thiến nhóm xong rùm lực xa đào mạnh tách vì bạc cụm cụ xa nhóm đại tiện tông cho mùi bốn chì khôn hàng chân đi bốn chì khôn khoa chìa đôn mùi mạng cao đọc bọc nhóm hơi chỉ còn chỉ pram mà đại thống nhóm mua mặc ai nhóm sâu mình chia tha mặc ai nấy chỉ bong bằng cao khi bong phát không chẩn đoán mà đại là bọc nhóm bong ôn là bọc nhóm và mà đại nhóm cư miền pram nè và cư miền mua mặc ai tỷ pi mua mặc ấm tỷ bay mặc ổn tỷ buôn mặc hồn hơi mà to mà cư mà đại là bọc nhóm cư mai khôn đại chia phong sợi từ đồ bọc quạt môn nam chặt sập ni một đồ bọc bọc mà đại nhóm cư chia cạn sịch cỏ đại ruộng nơi không không trời cõi không ca ruộng nơi cả lò mò cư mà đại nhóm miền ca tì to cứ dân kỳ cả đạo nam môn môn nam chặt sập ni ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍1830មីនាមួយពាន់970ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាបូនឹងម៉ៅឯនេះគាត់មានបងមានកូនជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកលែងតែបងមួយជាផានដែលគាត់ជាវិជិជនធ្វើស្រែចំការអញ្ចឹងទេព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងភ្លាមបាទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានពិភាក្សា ជាផ្សេងគឺម្ដាយធំខ្ញុំនឹងគាត់ថាឥឡូវស្រុកកើតសង្គ្រាមប្រកាសហើយពួកតំណាក់កាណាតំណាក់សម្ដេចនរោត្តមសេនុម្យ៉ាងវាខ្លាចគេតំណាក់ក្របបៃភូមិគាត់ក៏ទាញម្ដាយខ្ញុំឲ្យទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះទៅរស់នៅជាមួយបងរបស់ស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះជីឡៃដែលជាបងទី2របស់បងជាខនេះ បាទការទៅរស់នៅភ្នំពេញការរស់នៅនេះគឺឪពុកម្ដាយបងជាឡៃហើយប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះធូរិនជាអ្នកមន្ត្រីរាជការដែរនោះគាត់បានគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលរស់នៅក្នុងនេះដែរហើយមានប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតរស់នៅ3នាក់បាទនៅក្នុងបន្ទប់រីឯបងៗគាត់បានចេញទៅធ្វើការនៅរោងចក្រ បន្ទាប់មកបងអូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះតូចសឹកខឿនសុកចិត្តលះបងការរៀនសូត្រទៅធ្វើកម្មកោរោងចក្រក្នុងសម័យលន់នល់នេះដើម្បីយកលុយមកពួតគង់ហើយកាលនោះម្ដាយខ្ញុំត្រូវមានជំងឺវះកាត់ពេទ្យបាន ឲ្យដំណឹងថាត្រូវវះកាត់កាពះនៅឆ្នាំ1974ដល់ក្រោយនោះទៀតការរស់នៅចេះតែតដាប់តដួសឲ្យបងជាឡៃនេះគាត់បានខិតខំជួយចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំម្ដាយឪពុកខ្ញុំទៅនៅភ្នំពេញពួកគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយគ្មានទីពឹងអីអ្វីទេហើយ ការនោះខ្ញុំដឹងតែការរៀនសូត្រទេបាទគឺខ្ញុំបានរៀននៅវិទ្យាល័យបង្កក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតតែប្រឹងរៀនសូត្រហើយតស៊ូជាមួយបងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយការងារបងក្នុងនាមគាត់ជាបងហើយគាត់ជួយនុកម្រងខ្ញុំសពបែបយ៉ាងតាំងពីការរៀនសូត្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការរស់នៅ ទីក្រុងភ្នំពេញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានប្អូនបង្កើតរបស់គាត់មួយទៀតឈ្មោះម៉ៅអឹមឪពុកឈ្មោះធូសុកជាប្អូនបង្កើតរបស់ម៉ៅអែមប្អូនបង្កើតផងជាដំឡងផងបាទកូនម៉ៅអឹមគាត់ឈ្មោះធូរិនជាប្តីរបស់ជាឡៃក្រុងគ្រួសារខ្ញុំភាគច្រើនតែចដូនមួយគឺយកចដូនមួយការសម័យនោះអញ្ចឹងក្រោយ ឆ្នាំពេលដែល
khiom ban ru nơi chum muoi kiep cau chum muoi quat la hot dot dach phnom pinh ni khiom mien ka khwal khvai yang chran doy sa bong paon neu bai khnie ba chiep se bong muoi tiet chmu thu riem dai quat ru nơi ko quat mien chumnai chuoy chincham khiom chran dai hai ma dai puk robos quat ru nơi chum muoi chuop chum khnie bai neak bong paon srei srei neu leu tea chia lại nâng thủ rân này. Cảm ơn tiết và ca thua đồng nào nhằm xong dây trụ trụ thà ca thua đồng nào chạy chanh vì tì công hôn bình cảm ơn vì tự hiện bọt bọt khảo khám ai khám ai đại miên vây chùm tung từ châu tự pháp thà xong ở chanh và xong ở chanh tại bây thang ai tê và sân dì mình chanh tê và giặt cơ ba phô thùm lẹ hỏi ông ca mình ọt ảo ảo tê bên nước hơi đại dương khi ông miền ở rong phai khoa mình đang dịch kết giang mạch bờ bồn bồn khla bài nhảy kia khla từ này khla từ nô là hồ đo bực lang khi mà prà tiết và prà tiết cô chủ nôm chủ môi mà đại thông bồn bồn đại nơi chung kia và màn pro sa ní cô nực hơi thà trời tới chân và mình chân tê và con chỉ kia giờ dương từ thu tu hơi chẳng ngay rồi xíu dương khi ông cô sầm lại chân tầm na và tranh vì tua cầu sạc cắt lịch pi ní thưa đầm na cắt màu tam tua sạc cái hao tranh từ cửa lô lịch của mùi bên núi hơi để dương khi ông nực khơi miền ca sau sài thà miền ở bay để vô màu chọp nực khuôn tràn tê cứ khi ông spi tại sự phơi tê bốn nực khơi thà bên núi cái ao tranh tập pi ngay chẳng ca sạc xa khi ông mình chưa miền mình miền chìm đưa thà cái bật là hồ tê chẳng vô tay sụp hư và mùi lăng hơi ổng co mà tịnh tôi nở chọp nó luôn chúng tôi mà ai thông chúng tôi mà ai bật cả và đã tam con hơi mà đo lấy bộ môi mà đang dịch bàn ấy của châu tư khơi kia nở chung chung chạy cô châu tư xong kỳ bàn cô bàn buôn đọc của lô vô mà chạy bông phôn đồng lạc ca tam lưu nhằm xong chúng tôi đục điên tham mà ai thông bọc nhằm chị ai đi quạt bịch tận lùi tê quạt miền lùi tràn đại con chui qua tận xóm thuộc bon tiền về nút hơi để khi ông mong bỏ qua thả ao chai ở tây toàn cây chai ông và ông nơi tây tiên tới từ mục sa đài tiên hơi quạt nơi tây mình chưa tha cây ao chai lùi đi và tây nát của cây chai lùi này đi trong một phật thưa đầm nà tận đó quạt sẽ tha mình đi sọc của nhiều lư bạn quạt nhạc luôn tha cây ao chai lùi bên ông hai đại cầm cự sa nhom coi tôi một khi miền tây tập này mà năng địa bàn xây dựng mà đất đai nông chi phiệp miền thứ hai muôi mà thôi đầm đà là hồ đo dục là hồ đo màu muôi màu pi đây đây bàn mà sập bọ thùng khăn soi còn nón kia rư cái lại bạc mờ khơi xạ xóp cream sợ bài tự hơi cô rư tàng dục đi chỉ ác là xóa mùi để cồng cú giác khi ông nức hơi thua đầm nào hơi khó mau cháu thì tam lâu đi tự đầy lực khó mau điện cả thua đầm nào mà đọc đây cả đàm dạ phê bi thang ngay đồ mòm màn chlòn hơi cả thua đầm nào đi chlòn cắt mà đây cả đàm đi vì nó có miền ông ca kì bậc ca khá tới cả tới bắt đầu bong cái ao tư khá tiệt tới hàng gặp bông trang của ao tư dưỡng trong tầng ốc nia chỉ môi ở bốc thông mà đại thông ô thua ca bị cha na thai dưỡng tọt tới sọc bình của bắt đầu bong ở đại bàn tới thì chẳng có sầm lại chất chlong sờ làng màu mà đó nó cay có cái bậc ca tiệt mà ca tha bông ô na tới tới gặp bông thông bông ô na tới tới chỉ ca lư cứ cái ao tư cả nó cô sầm lại chất tha mình tới thì vì nó hơi đầy dương khi ông thưa ca bà cha na xong kê thưa đồng na tới tam chương chân ốc nồng đo đi tại cả nó kê ạch ở tới thì kê lời nâng kê bật chẳng kê ơi viên tới tam chọc tam cỏi nồng đo cắt tới phùm tù chăn phùm cho bàm bừ hơi mình tự đo bệnh cái hai sừng chuyền bàn cầm cự sạc nhắm nhặt bờ tham ở đó sọc cầm nào cứ bộ chưa ra cứ chặt từ một bình
và thưa đồng nào tam pre như bạn được khơi hỏi mà đo trên mới vì phòng sở rú Oui, Monsieur le Président, pardon d'interrompre, mais est-ce qu'on pourrait demander aux témoins, comme vous l'avez fait, de se recentrer sur les faits qui concernent S21 et les membres de sa famille qu'il a perdu S21. Tout ça sont des moments historiques importants, c'est vrai, mais ça n'est pas l'objet de la partie civile. Si, Monsieur le Président, vous pouviez réinviter de la partie civile à revenir à l'objet de sa déposition. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président, de la partie civile. ជំរាបដល់ដើមដំណឹងរដ្ឋបវេនីឲ្យគាត់ផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធសូមអរគុណកាកាត់ទំកល់របស់វិទ្យាការពីក្តីជាការត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងអង្គជំរះផ្ដល់វិទ្យាការទៅដល់ដើមដំណឹងនេះអង្គជំរះគឺរូបយើងផ្ទាល់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋ ដែលចាត់ប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតចំពោះរូបលោកក្នុងអំឡុងកម្មវិធីជីវិតតៃគឺប្រកាសបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការសម២1ថ្ងៃទី20ដល់7មេសាចិត្តឆ្នាំ ຈັ່ງສົມລູກບ່ອງໄວຖືກດາວឲ្យຈອມໂຕນຶງອັງເຮດແດ່ມີການປຽບປອນນຶງການຈອດປະກັນໂຕຈົນຈັບຈາດລູກຍົນໄດ້ຕິບາດລູກປະທານຂ້ອຍສົມບັນຈະຖ້າບາໃຫ້ຂ້ອຍນິໄຍປີບັນຫາແຕກຕອງນຶງກົກທຸສໄລນີ້ຂ້ອຍບໍ່ສົມບອກໂຕໄວ້ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទមានការប្តឹងតាំងខ្លួនជារដ្ឋប្រវេណីនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាប្អូនហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាក្រមគ្រួសាររបស់បងខ្ញុំបានស្លាប់អស់រនីងហើយនៅសល់តែកូនក្មួយបន្តិចបន្តួចទេក្រៅពីនឹងមានចដូនមួយសិតតែមានជំងឺបាក់ស្បាតសូម្បីតែដាក់ពាក្យបណ្តឹងនឹងក៏មានបងប្អូនខ្លះខ្វាត់ផងបាទតែខ្ញុំយល់ឃើញថា ប្រទេសជាតិមានច្បាប់មានទម្លាប់ហើយបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់ហើយបានជាយើងខ្ញុំប្តឹងនេះអញ្ចឹងក្នុងក្នុងគោលបំណងដែលប្តឹងនេះខ្ញុំមានគឺចង់តបស្នងសងគុណដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងជាខនដែលហៅជិនដែលគាត់មានគុណបំណាច់លើក្រមគុសាខ្ញុំខ្លាំងណាស់ជាពិសេសការដែលគាត់វិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាបាទនៅឆ្នាំ 75 ការដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅរៀននៅប្រទេសសូវៀតនេះគឺនៅឆ្នាំ 1965 ដល់ឆ្នាំ 75 ក្រោយរយៈពេល2-3ខែគឺគាត់បានចូលមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងការចូលមកស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគ្មានអ្នកណាដឹងទេសូមរៃម្ដាយរបស់គាត់ឪពុកគាត់បង្កើតគាត់អត់ដឹងដែរដំបូងគឺភ្នាក់ខ្លួនត្រង់ថាពួកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចូលមកដល់ព្រៃកុយបាទចូលមកដល់ស្រុកកំណើត ស្រុកកំណើតគេប្រជុំហើយបាទគេយកបងថ្លៃរបស់គាត់ដែលឈ្មោះធូរិនបងប្អូនរបស់គាត់ដែលឈ្មោះព្រឿនបាទប្រមាណគ្រួសារហើយឪពុកធំខ្ញុំបាទឈ្មោះធូសុកធូរៀមធូរេននេះយកទៅវាយចោលគឺថាវាយចោលទៅចោលពីបូកានោះសម័យនោះគេយកទៅថាទៅរៀនសូត្រដល់ក្រោយមកមានការខ្សឹបខ្សៀវថាគ្មានរស់ទេអានេះប្រជាជនចាស់ដែលខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់ថាពួយពោះ ក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំនេះប្រជាជនចាស់គេខ្មែរដេះដៀលថាសិតតែពួកអាមរុកមានពួកអាសាក់រេភូមិអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏មិនតបស្នងតទៅវិញដែរព្រោះមុនធ្វើម៉េចតាមសម័យកាលពេលនោះហើយដែលក្រោយមកពី3ខែគេចលៀសឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងឪពុកធំរបស់ខ្ញុំចេញទៅនៅស្រុកកំពង់សៀមនៅឃុំត្រៀនបាទតំបងគេយកទៅដាក់នៅវត្តអង្គួយដីទៅបានគេបបែកគ្រួសារហ្នឹងទៅនៅរីឯខ្ញុំ គឺនៅទៅគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅភូមិពូនអឪពុកធំខ្ញុំនៅភូមិប៉ែនបងខ្ញុំមួយទៀតបាទ
tăng ốp ram cơ sa nơi phum triền tận năng hay đại dương khi ông ru nơi nông chậm nói ni đại nơi chăn trong chăn chất sập ram đào chăn chất sập bối cọt bàn từ sai chiều bà môn đồ bông tam để cơ sa bọc cọt từ chuột nút cọt bàn thả châu mà to sọc tới cầy bà sai chiều tới thả kỳ dọ bông pa ôn tư mà chậm nuôn hơi thì ai bọc bọc cọt cứ chỉ liệt chèn bà bàn về chiều chuyển prata từ nơi triền bà nơi phum triền trong cổ bông xiêm khai cổ bông chàm bên núi hơi đại quạt từ sài chư từ rộp dọ crom krusa bà dương khi ông bị trong cổ bông xiêm bà dọ từ nơi nông trong chấm cà lử từ đó từ bông cô đại đại nơi tam phơi bông pô nó cục phong nhom xua tha dọ từ đại nơi chấm cà lử nâng nơi cái lại nà quạt tha dọ từ đại nơi phum sài prang không tập rốc trong chấm cà lử tại một đo bởi mặt đấy nông không xoay tiếp đi sạc cắt chung một nhập bàn khoát tha ở nơi nâng tử và vì nụ cô bông nhóm xâm lạch chất tha mò nữ không xoay tiếp và nhà tam mà tèm mà cổ xa mà tèm cổ xa nhóm xông bà chạy tha bông nhóm đi quạt tam để quạt tư quạt bàn chụp chung mỗi bông ôn quạt tha kì ôi quạt từ nơi tập rộng tê nơi không một tí bệt môi nơi không xoay bàng và một tọa máu kì ôi quạt mà nơi chạy cả lửa và hơi tuôn này tì bỏ quạt đi quạt phương một tật và nơi spin cả đá để không tật đây không spư rồi hộ đo sắp ngay nè quạt chỉ nẹ u plong không plong tật và ư nẹ stông tờ nộp bà lai tờ nộp bàm công phẹt nè đặc rồi máu bạn kì bà chung quạt tư thưa tờ nộp tật nơi gặp bông thơ mô để kì ôi chung mô tha tờ nộp môi mẹ cả tạm đông sân chỉ nịch chẳng ổn đi hơi để dương khi ông miếng cá sau sát đài chứ chập nơi trong chăm chất sập phổ muối và sắp tại bắt tầm năng quạt chân bắt tầm năng chân đấy con tại ban là mặt trâm bị phía xa cái này tê được của thiên mình đang thả bông nâng kỳ dô từ nà tê của ca nó lưu tha dô từ riêng sâu dô từ riêng sâu và bạn tại đăng phần năng tê đòi màu bật tất cả chăm chất sập phổ muối đi và coi phí để đạch những khi ông bạn từ sài chiều nơi cục tù sài này vận tải đòi châu tư từ bông khởi tại và tục mui tôi riệp đòi chàng ất đại kỵ đạ thà tây tạ rót mình tây khu nầm và khởi tại cái siêu tắc mui ri ai khi không châu tư và tục xem xem khởi tại nọ và ôp co thưa tiền luôn đặc cam mà giang khởi chiêm cho am khi ông ngật mốc và khi ông xoay rỡ rụt thọt mà đang rút thoát ắt khơi và chẳng thể cào máu bàn khi ông đang nơi không được viên môn tram quan của cao sấp khi ông bật tia sập hơi mà các ba cái thạt mà chi chôn các bọt không đâu khi ông mưa và được không sọc chả cá lứa khi mua chi kho này bàn tay mình đang thả chi kho nâng còn lại đang thả chi kho bị xóa kho máu bị rụt xì và cao sấp thì rơi cứ bong rồi bọc nhầm bàn tay à róm cất tha cái lô miên chi kho na tiệt từ đằng cào như thế bà tiếp cầu cầu ni tí đại dương trong bàn ai cả sa ni bà cầu tí đại bông xây là bọc nhom mùi tiết mùi chi lại chi bông mặc cái là bọc chi khó đó ngà bà còn chập miên chủng ngư chi bọt to bọt to ruộng nơi tăng vị chả lơ mà đo scon bọt to tầm na vị scon từ ruộng nơi hai xìm riệp tiết xếp hơi ni cứ nhom bàn bị bông mùi tiết mùi thu riêm bông thu rơn chi chả đôn mùi mặc cái là bọc quạt đài hai quạt dầu mà thưa ca bị cha na chủ môi khiom thà cô tại dương phật đăng rư giang mạch mà miền ai cả sạc cục còn nhầm thà bong chạm mưa tịch sân nhầm sai chư mưa bị rộp bộ chạm bạc hỏi sẽ đáp nơi ca chu nằm năng ca sọp sai bỏ tà la ca cả mình chia bỏ dương đi bảo sân gì dương đã dương thời miền phò tang kết bạch cha na đó cõi mau khiom tự tu bỏ được miền pi khang sa ma cung at hốc bà sắp sai đo mua được than cho cá lứa cục nhom xua tơ mình tray để sắp sai thà nhom miên sứt đăng bàn thế bà sân cho nhom miên ai cả xa tại máu quạt cổ đạ thư viện mình đăng tại mình đoàn từ đi nhom xong mình chạy thà mua là hay để nhom đăng đi cứ nhom miên ca sau sai na để miên bong môi để chỉ phan nhập bon và chỉ phan nhập bon vừa rút không màu chui co sang và tê chia thấy bài từ chia giờ quạt màu sầm lấp nơi cột cột này ní chỉ cả chỉ chấp và bỏ cột cột sạc nhom cột đôi nhom to đây
và xem xong ông tệ tâm năng chắc lục thiến chế bà tố ông nhìn ra đó là về thực ca từ vì từ vì cà phê thật đấy em vì từ vì đang mà đang rọt vào vị ní rộng bốn là bởi miền ốc ca nông ca cửa xua mình chạy thay em chậm phù và là miền một chậm nốt là bởi cầm trâu đó mà đang tiền tiền đúng không đang mà đang rọt vào vị ní rụng ní sân vào miền xong chơi សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធាននិងអង្គសាវនាការទីគោរពទីដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកប្រធានថាដោយសារពេលវេលាដល់ម៉ោង 4 កន្លះទៅហើយតើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទួយមនុស្សនឹងបន្តព្រឹកស្អែកដើម្បីភាគីទាំងអស់បានសម្រេចតែម្ដងបញ្ចប់បានឬទេបាទតើលោកត្រូវការត្រូវសិស្សមានទំនួលច្រើនណាស់ទីការប៉ុនប៉ងរបស់អង្គជំរះគិតថាបញ្ចប់តែម្ដង បើសិនជាមិនលឹះពីម៉ោង5ទីដើម្បីឲ្យការកិរណីពេលវេលានិងការកំណត់ការប្រឆេទចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនិងសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យបានជាក់លាក់តែម្ដងពីព្រោះការគ្រងពីព្រឹកគឺការកិរណីពេលវេលាប្រហែលជាអង្គជំរះមានពេលសម្រាប់ទំនេរយ៉ាងហោចក៏មួយម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងកន្លះដែរសម្រាប់បើកកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះពិភាក្សាការងារផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវបានបរាជ័យដោយសារការកិរណីពេលវេលាគឺខុសគ្រងធ្វើមួយម៉ោងបែរជាធ្វើមួយថ្ងៃហើយមុនមកគ្រងធ្វើច្រើនម៉ោងបែរជាធ្វើតិចម៉ោងឥឡូវលោកគិតខ្លួនឯងមើលថាតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើលោកមានទំនួលច្រើនទេបើថានេះមានចំនួនច្រើនវាមិនវាអាចលើសពេលវេលាវែងពេកយើងនឹងលើកទៅថ្ងៃស្អែកហើយដោយសារហេតុថ្ងៃស្អែកនេះយើងត្រូវស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការ របស់អ្នកជំនាញមួយរូបខាងដើមមិនដឹងរបស់វិនីហើយគាត់មានពេលវេលាជាក់លាក់មួយព្រឹកសម្រាប់ធ្វើការថ្លែងការជូនអង្គខ្ញុំជំរះនេះគឺគាត់បានសុំឡើងច្បាស់លាស់លើបញ្ហាពេលវេលាចឹងហើយបានជាយើងប្រឹងប្រែងសង្ឃឹមថាចប់ពេលនេះហើយស្អែកមិនរំខានការងារគាត់ទេគឺប្រឹងប្រែងឲ្យចប់តាមពេលវេលាដែលគាត់សុំ សូមអរគុណលោកប្រធានដែលចាស់ចំណាត់នឹងសូមប្រើពេលរបស់ច្បាប់ឲ្យកាន់តែខ្លីមកវិញគឺសរុបប្រហែលជា5សំណួរប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងអង្គជំរះអនុញ្ញាតសូមជឿនបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរលោកទូចមនិនដោយសារលោកបានរៀបរាប់សង្ខេបបំផុតជូនលោកប្រធានក៏ដោយអង្គសាវនាការដែរក្នុងនេះខ្ញុំបាទចង់សួរឡើងវិញបន្តិចដោយសារ យើងទៅតែនឹងបានទទួលឯកសារជារូបថតដែលលោកថាជាបងរបស់លោកឈ្មោះជាខនហៅជិននេះហើយខ្ញុំបាទក៏បានសូមអនុញ្ញាតលោកធានដាក់ហើយតើរូបថតនេះលោកបានទទួលដោយវិធីណាហើយជារូបថតរបស់ជាខនហៅជិនដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកជម្រាបជូនអង្គសាវនាការ បាទលោកមេធាវីខ្ញុំសូមជម្រាបថារូបថតនេះការដាច់ចិត្តសពពំបួនម្តាយធំរបស់គាត់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឬប្របិចរបស់គាត់ឲ្យយើងខ្ញុំមើលហើយដល់ក្រោយមកក៏ខ្ញុំមិនបានជាចាប់អារម្មណ៍គាត់ដឹងថាបងមិនដឹងជានៅរស់ឬក៏នៅស្លាប់ទេដល់ពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវបាទទៅកន្លែងឌីសខេមនឹងក៏ឲ្យគេស្រាវជ្រាវរូបថតក៏ ឆ្លើយថាມັນឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះស្រាវជ្រាវទៅតាមរយៈបងប្អូនរហូតដល់ខ្ញុំដឹកឃើញថាម្ដាយធំខ្ញុំស្លាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតាមដានសួរកូនក្មួយទៀតដែលជាចៅរបស់គាត់បង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដំណឹងហើយជាមតិតឲ្យកូនក្មួយជួយរកថាពេលដែលបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះជីឡៃដែលគាត់ស្លាប់នេះតើគាត់បានទុកនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាអញ្ចឹងក្មួយរបស់ស្រីខ្ញុំឈ្មោះស្រីណានេះ បានស្រាវជ្រាវរករឿងកកាយទៅថាឃើញនៅបាតទូអញ្ចឹងរូបថតនេះគឺជារូបថតពេលដែលគាត់ថតដែលគាត់ចេញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាទគឺជារូបថតពិតប្រកបជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមែនបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតបញ្ចាំងរូបភាពលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍មន្ត្រីឡាការយករូបថត
ពីដៃមេតាវីដើម្បីដាក់បញ្ចាំងនៅម៉ាស៊ីនឆ្លាយបង្ហាញរូបភាពនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ បាទសូមអរគុណសូមអរលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតសួរទៅលោកកាំងហ្កេចយោថាដូចតើលោកចំណាំបានទេថារូបថតនេះពិតជាជាខនហើយជន់មែនឬទេជម្រាបចោលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានសូមអញ្ជើញរឿងជាខននេះខ្ញុំបានឆ្លើយជម្រាបលោកហឹងកំសួនខ្លួនឯងម្ដងរួចមកហើយ ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ឮឈ្មោះជាខនខ្ញុំឃើញមានធំដូច្នេះច្បាស់ជាខនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទសូមអរគុណដូច្នេះມັນមានជាសំណួរអ្វីវែងទៀតទេព្រោះច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមសួរចំក្រោយមួយទៀតថាលោកបានតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងនាមជាបងប្អូនរបស់លោកជាខនហើយចិនមកទល់នៅថ្ងៃនេះតើ លោកនឹងស្នើសុំឬទាមទារសំណងរដ្ឋប្រវេណីដោយខ្លួនលោកឬទុកឲ្យមេធាវីជាអ្នកទាមទារជំនួស បាទសូមជម្រាបលោកមេធាវីថាការទាមទារសំណង របស់យើងខ្ញុំនេះ ខ្ញុំសូមប្រគល់តួនាទីនេះ ឲ្យលោកមេធាវីជាអ្នកទាមទារជំនួសបាទ សូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានឯកសារពាក្យអម្បាញ់មិញខ្ញុំបាននិយាយទៅជ្រុលពាក្យថាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកជំនួយចាប់ចោតតែមួយសំណួរហើយជាចុងក្រោយពិតប្រាកដមែនតកតងនឹងឯកសារនេះដោយសារមិនបានបកប្រែជាភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបាទគ្រាន់តែថាថ្វីត្បិតទៅលោកកាំងហ្កេអ៊ីវទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅឆ្នាំ 1965លោកបានជូនដំណើរជាខនហើយជិនឡើងយន្តហោះ ទៅប្រទេសបារាំងមែនទេនៅទំព័រជាភាសាខ្មែរលេខ 4 អសំទោសទៅប្រទេសសូវៀតអនុញ្ញាតជួនចាប់ចោតអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះ ខ្ញុំសូមមិនរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍អីវិញទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំពិតជាបានជូនជាខនឡើងកប៉ាល់ហោះទៅសូវៀត បាទសូមអរគុណលោកកាំងហ្កេអ៊ីវហើយដូចហើយក៏សូមអរគុណលោកទូចមនិននិងអង្គសាវនាការសូមបញ្ចប់ប៉ុនេះបាទអង្គជំរះជូនវេទិកាទៅមេធាវីអេមទៅដំណាងសាធារណៈប្រសិនបើមានជំនួសទៅត្រូវសួរដល់ដើមមនុស្សរដ្ឋប៉វិនីរូបនេះសូមអញ្ជើញអរគុណលោកធានតំណាងអាយកាមិនមានសំណួរទៅលើដើមដងរូបរដ្ឋវិនីរូបនេះទេបាទសូមអរគុណ ជាបន្តអង្គជំរះដល់វេទិកាទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរសំណួរចំពោះដើមមរណរបនេះរដ្ឋប៉វិនីរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានខាងមេធាវីការពារពុំមានសំណួរទេសូមអរគុណជាតទៅនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសចំពោះជនជាតិចោតដើម្បីមានឱកាសក្នុងការ ធ្វើការអាចធ្វើការកត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋប៉វិនីរូបនេះសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំបាទក្នុងករណីជាខនមិនមានអីកត់សម្គាល់ជាពិសេសថែមទៀតទេសូមគោរព លោកតូចមុននដំណើរការនៃការស្ដាប់ទេថ្លែងការណ៍របស់លោកក្នុងនាមលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋប៉វិនីថ្ងៃនេះឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក្នុងនាមលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋប៉វិនីគឺលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតាមដានដំណើរការសមនាការ
hay rư mùi có lục ai tờ lọc tờ lùm nơi than nó bỏ lục với những nút chia sức nó bỏ lục anh chơi chơi ta lục mình trong xu ấy tới nhóm trong xu mùi tại mùi xùm nô tế đòi xa phê vì lìa khlấy nhóm kriêm lạc nạ xu chán nhóm xông xu tờ chân chọp chào mùi xùm nô tha ta rụp bông nhóm ni khao bị chập màu đạn nơi phân bình hai bình chung từ cục tù xoay ní ta slap nơi cục tù xoay tại mà đón rư cục slap nơi trường ai làm bay nghi xua krom cổ xa bọc nhóm ủ tư làm vui vì bố bì nâng nhóm nơi miên ca sập bình sập bình kháng nà và xong ai kháng chung chọc chào xong bẩm phư tại khlay mạc bà nè bà đàm bay ở dưới nhóm ọ chật ông nhóm rè chun xâm nô ní từ chun đẹp chào đàm bay nó trả lời năng xâm nô ní thân bà ai trả lời bàn xong có rộp lộp bật thiến xong nô ní khi nhóm trả lời mà mắt tay mình rồi tế vì bộ càng nghe ní khi nhóm ăn chọc chạy sát ai tỏ là tại sao đòi bà tâm khâm xâm án mình nghĩ xâm án là bình thế là tập hiệp lớp bị hạt sắp hiệp rối tới chương ai đối chân ách không có mình bạn để xét là tập hiệp để kì cầm tích nơi phương bình đại nếu xung bình dễ chung bằng này là cả sắp là cả tầm rạp ngày đi hình thà chọc tầm đi hay ông nhầm ra phát cả phát năm đa ca sạm đa ca sạm đọc ngày ní hay sạm đa ca lược từ ngày sẽ ai chạp về liềm mong rồi muốn bực đầm bầy sẽ đập nử sạc cây cam rồi bọn lại chìm niên tạm ca bộ địch hết đại bàn cầm nọt rụi hơi ăn đồ rẹ một tí khủng kháng ở nôm chuẩn chập cháu từ căn một tí khủng kháng vĩnh hỏi nôm chuẩn chập cháu một căn xa xăm là cá nơi bất thằng ngày sẽ ai cho bạn môn mong phẩm buồn chưa cầm nọt